Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Thì hiện tại trước mặt mình đây đó là chiếc Hyundai Elantra phiên bản 1.6 Turbo L-Line. Thì trong video này mình xin giới thiệu đến các bạn tổng quan về Elantra thế hệ mới, kèm giá bán cũng như là những cái phiên bản sẵn giao của Hyundai Elantra, cũng như chính sách về giá bán cho tất cả các phiên bản. Thì Hyundai Elantra bên mình vừa mới ra mắt từ khoảng đầu tháng 10 năm 2022 với 4 phiên bản, đó là bản tiêu chuẩn 1.6 AT tiêu chuẩn với mức giá niêm yết đó là 599 triệu, bản 1.6 AT bản đủ là 669 triệu, bản 2.0 đặc biệt đó là 729 triệu, và bản 1.6 Turbo L-Line thể thao này với giá là 799 triệu. Thì hiện tại bên mình cũng đang có sẵn một vài mẫu xe sẵn giao của Elantra, đó là Elantra 1.6 đặc biệt và 1.6 tiêu chuẩn với các màu như là trắng đen, và trên phiên bản Elantra 2.0 thì cũng có màu trắng, màu đen và màu đỏ tươi. Còn bản 1.6 Turbo thì mình đang có màu trắng, đây là sẵn giao ngay. Thì với mức giá lăn bánh ở thị trường Bắc Ninh và các tỉnh lân cận, nó rơi vào tầm độ khoảng từ 650 đến khoảng gần 800 triệu. Thì Hyundai Elantra thế hệ mới này mình thấy hoàn toàn là xứng đáng. Với kích thước chiều dài đó là 4m675, chiều rộng là 1m825 và chiều cao là 1m440. Thì trên phiên bản mới này chúng ta sẽ có chiều dài cơ sở lớn hơn hẳn so với phiên bản cũ, đó là lớn hơn từ 5 đến 6 cm. Chúng ta có khoảng sáng gầm xe là 150 mm. Với các động cơ trên bản 1.6 sản sinh công suất đó là 128 mã lực, bản 2.0 là 159, và bản đặc biệt là bản 1.6 Turbo L-Line với công suất cực lớn lên đến 204 mã lực ở giải vòng tua từ 6.000 đến 6.300 vòng trên phút. Thì về công nghệ nổi bật của chiếc Hyundai Elantra phiên bản L-Line này thì các bạn có thể thấy là mình sẽ kể đến, đó là đèn chiếu sáng projector dạng LED. Ở bên mình hơi ồn, mình xin phép vào bên trong để review cho các bạn. Về hệ thống treo thì trên phiên bản Elantra của bản 1.6 đến 2.0 thì treo trước là treo MacPherson, treo sau là thanh cân bằng, đó là treo phụ thuộc. Còn riêng bản L-Line với thiết kế thể thao và hệ thống treo có phần cải tiến thì treo sau sẽ là liên kết đa điểm, đó là treo độc lập, và trước cũng là độc lập. Thì như vậy các bạn vào cua hoặc là mình chạy trên những cái cung đường cao tốc, khi mình thay đổi quỹ đạo xe khi vào cua nó sẽ êm ái và bám đường tốt hơn. Về hệ thống đèn thì trên phiên bản tiêu chuẩn 1.6 thì được trang bị đèn halogen kiểu chiếu projector, còn các phiên bản khác là được trang bị đèn chiếu bi LED hết rồi. Về kích thước vành xe thì phiên bản L-Line này với kích thước tốt nhất đó là 18 inch, và phiên bản 1.6 tiêu chuẩn là 15, và 1.6 đặc biệt là 16 inch. 2.0 thì được trang bị la răng 17 inch. Chúng ta sẽ có thêm những cái công nghệ trên các phiên bản 1.6 đặc biệt như là ghế bọc da này, rồi ghế lái chỉnh điện thì được trang bị trên bản 2.0 và bản L-Line. Còn xe vẫn được trang bị cái màn hình đa thông tin trên trừ phiên bản tiêu chuẩn là 10.5 inch, còn màn hình giải trí trung tâm cảm ứng thì là đều được trang bị, nó là 10.25 inch cho tất cả các phiên bản. Phiên bản 1.6 này chúng ta sẽ có thêm những cái công nghệ nổi bật như là hệ thống loa là 6 loa này, sạc không dây chuẩn quy, rồi tất cả các phiên bản đều được trang bị phanh xe điện tử trừ phiên bản tiêu chuẩn đó.
các công nghệ an toàn theo xe như là phân bố lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp và hỗ trợ khởi ngang dốc, kiểm soát lực kéo và cảm biến áp suất lốp thì đều được trang bị trên tất cả các phiên bản. Bản L-Line này thì được trang bị với họa tiết là đen có điểm chì đỏ ở bên trên. Chúng ta sẽ có động cơ được dẫn động với hộp số đó là 7 cấp ly hợp kép, tạo cảm giác tăng tốc mượt mà và êm ái. Ở Hyundai Elantra thế hệ mới này thì thiết kế riêng, đặc biệt là đầy đủ tiện nghi cho người lái ở khoảng cách phía trước đó, và cái khoảng cách phía sau cũng rất là rộng. Mình thấy cái kích thước nó thay đổi để phù hợp với cả cái sự tăng trưởng của con người cho tương lai, rất là phù hợp. Bản 1.6 này thì thiết kế ghế ôm sát, 1.6 turbo này được thiết kế với ghế ôm sát người, ngồi rất là thích. Thì với mức giá là lăn bánh thì nó sẽ rơi vào tầm từ khoảng 650 triệu đến khoảng 870 triệu. Thì Hyundai Elantra mình tin rằng sẽ được đón nhận nhiều hơn trong tương lai với thiết kế trẻ trung, chiều dài, cơ sở kích thước xe vượt trội trong phân khúc và có một hệ thống công nghệ tiên tiến kèm những cái tiện nghi trong khoang hành khách. Thì các bạn có quan tâm về Hyundai Elantra thì xin vòng liên hệ qua số điện thoại mình để trên màn hình. Mình xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.